Hoàng Thiên Hậu Thổ, Nguyễn Hiệu Phóng, Lời Thề Đào Duyên, Dĩnh Kết Kim Lan Chi Hảo. Tuy không cùng sinh nhưng mong cùng tử. Những người vì nghĩa khí tương đồng, chí đồng đạo hợp, cuối cùng đã chọn được ngày, chọn đúng thời điểm để cùng hợp lực phản lại triều đình. Tập trung binh lực, tăng cường canh giữ cửa thành. Ta không tin bắt không được chúng. Chúng ta đi cướp ngục, cứu Trình Giảo Kim và Du Tuấn Đạt. Nguy hiểm vẫn còn đang bủa vây, chỉ là với khí thế và kế hoạch chu đáo, họ có thuận lợi vượt qua được khó khăn hay không? Chỉ là liên lụy Bá Mẫu, trong lòng thấy thẹn nên tới đây thỉnh tội. E là có hưởng mã to gan tới cướp ngục. Bên này đi thôi. Thập Tam Thái Bảo, hành tung bị bại lộ, trước sự ngỡ ngàng của Dương Lâm, Tần Quỳnh sẽ đưa ra quyết định như thế nào? Đừng đánh nữa, đi. Kính mời quý vị đón xem tiếp diễn biến vô cùng hấp dẫn và bất ngờ ở tập 31 của bộ phim Triều Đài Tùy Đường, được phát trên TTV11 Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh vào lúc 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2020 để có thể trả lời được câu hỏi trong chương trình Đồng hành cùng phim Giờ Vàng. Mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên trên sóng TTV11, sóng phát thanh FM 103.1 MHz, fanpage YouTube, app, website tayninhtv.vn và tổng đài 0889 122 333 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh.